Có truyền thuyết trong dân gian cho rằng ấy, Quan Vũ là do Hạng Vũ chuyển thế sinh ra. Nếu như đó là một cái câu chuyện chuyển thế thực sự thì cái phiên bản sản phẩm là một cái phiên bản kém hơn khá nhiều so với phiên bản gốc. Chỉ cần căn cứ vào bốn cái khía cạnh này thì chúng ta có thể thấy được rằng là Hạng Vũ là một nhân vật có tầm cỡ cao hơn Quan Vũ khá là nhiều về mọi mặt luôn. Đầu tiên ấy là về mặt chức tước, đúng không? Hạng Vũ là vương, tức là Sở Bá Vương, là chúa của 1/2 thiên hạ. Quan Vũ thì chỉ là hầu thôi, Hán Thọ Đình Hầu, đúng không? Tức là ở dưới vương. Thứ hai đấy là về mặt tài năng thống lãnh quân đội thì Hạng Vũ đã từng thống lãnh cả một cái liên minh kháng Tần, đúng không? Và sau khi đánh thắng Tần ấy, thì Hạng Vũ cầm cả quân hàng trăm vạn của tất cả các loại quân, trong đó có cả quân của Hán Vương Lưu Bang luôn. Còn Quan Vũ ấy chỉ là một trong năm ngũ hổ tướng của Lưu Bị thôi, cầm quân không quá 10 vạn. Thứ ba là về tài năng binh pháp thì Hạng Vũ có thể dùng 7 vạn quân để đánh thắng 70 vạn quân Tần trong đại chiến tại Cự Lộc, đúng không? Còn Quan Vũ ấy, cái trận chiến đỉnh nhất của Quan Vũ là trận Phàn Thành, thì Quan Vũ đã dùng khoảng tầm 5 7 vạn quân Kinh Châu để đánh thắng 10 vạn quân Tào. Mà cái chiến thắng này là một cái chiến thắng mà ông mượn cái thời cơ khi mà nước lũ tràn ngập doanh trại Tào, thuận thế dùng thủy chiến mà thắng thôi. Thứ tư là về mặt võ công, đúng không? Hạng Vũ là chiến thần vô địch trong thời kỳ ông ta sống. Thế còn Quan Vũ ấy, thì cũng là một trong những người võ công rất là cái thế trong thời Tam Quốc, nhưng Quan Vũ vẫn còn xếp sau ít nhất là ba người, đó là Lã Bố, là Hoặc Trung và Triệu Vân nữa. Như vậy là xét cả về vị thế, tước vị, khả năng thống lãnh quân đội hoặc là về võ công thì Quan Vũ đều thua Hạng Vũ cả. Như vậy nếu Quan Vũ thực sự là một cái sự chuyển thế của Hạng Vũ thì phải nói là một cái sự tiến hóa khá là thụt lùi, đúng không ạ?